Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá lúa ngày 2 tháng 12 năm 2022 giá đi ngang. Hôm nay giá lúa tươi tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đi ngang sau phiên điều chỉnh tăng. Giá lúa tiếp tục vững, thương lái chốt mua lai rai. Thời tiết mưa khiến chất lượng lúa giảm, thương lái hỏi mua lúa OM5451 nhiều. Tại An Giang, nếp vỏ tươi Long An 7.900 đến 8.100, nếp An Giang 7.400 đến 7.600, OM380 6.200 đến 6.300, IR50404 6.400 đến 6.600, Nàng Qua 9 6.900 đến 7.200, Đại Thơm 8 6.800 đến 6.900, OM54516 đến 6.800, OM18 6.700 đến 7.000 đồng, nếp An Giang khô 8.400 đến 8.600, nếp Long An khô 9.000 đến 9.200. Tại Sóc Trăng, OM380 5.900 đến 6.000 đồng, Đại Thơm 8 6.600 đến 6.800, lúa IR50404 6.000 đến 6.100, VNR20 6.000 đến 6.100, OM49006.000 đến 6.300, OM54516.500 đến 6.700, OM18 6.700 đến 6.900, lúa Tài Nguyên 6.500 đến 6.700, RVT 6.800 đến 7.100, lúa ST 24 7.000 đến 7.500, lúa ST 25 7.400 đến 7.700. Tại Vĩnh Long, Trà Vinh, IR50404 giá 6.100 đến 6.400, Đại Thơm 8 6.600 đến 6.800, OM5451 giá 6.600 đến 6.800, OM18 giá 6.700 đến 7.000 đồng. Tại Cần Thơ, OM380 giá 6.100 đến 6.300, IR50404 6.100 đến 6.400, Nàng Qua 9 6.800 đến 7.200, Đại Thơm 8 6.600 đến 6.800, OM5451 giá 6.600 đến 6.800, OM18 6.700 đến 7.000 đồng, Jasmine 7.800 đến 7.900. Tại Đồng Tháp, OM380 6.100 đến 6.300, IR50404 6.100 đến 6.300, Đại Thơm 8 6.700 đến 6.900, OM5451 6.600 đến 6.800, OM18 6.700 đến 7.000, nếp vỏ tươi Long An 7.900 đến 8.100. Tại Kiên Giang, lúa tươi IR50404 6.000 đến 6.400, OM380 6.100 đến 6.200, Đại Thơm 8 6.500 đến 6.800, OM5451 6.500 đến 6.800, OM18 6.700 đến 7.000, Nàng Qua 6.800 đến 7.200, lúa DS1 7.100 đến 7.300. Tại Long An, nếp vỏ tươi Long An 7.900 đến 8.100, IR50404 6.000 đến 6.400, Đại Thơm 8 6.500 đến 6.800, OM5451 6.300 đến 6.800, OM18 giá 6.700 đến 7.000, lúa ST24 ST25 7.500 đến 7.800. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng lúa nữa nha. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video và có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm nha. Xin kính chào.